Shop hàng nhiệt độ điện xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng một chiếc máy rửa bát Navon BM2. Một con máy đẹp xuất sắc các bác nhé. BM2 em để số 10. Kính trong suốt đẹp long lanh này. Bảng điều khiển đẹp, nói chung là mỹ mãn xuất sắc luôn, không có gì để chê cả. Không có gì để chê các bác nhé. Mọi thứ ok ngon lành hết. BM2 xuất 2007. Mặt mũi sáng sủa rất là đẹp, bên trong nội thất con này rất là mới nhá. Nội thất phải nói là mới cong ở cong luôn này, sạch sẽ, xuất sắc. Đây, dành cho các bác nào yêu cái đẹp này. Mọi thứ đều trắng trẻo rất là đẹp, răng cửa, tay cửa, các thứ còn rất là mới. Nói chung là mới không có gì để chê. So với đời thì nó là hoa hậu rồi, hoa hậu nhá các bác nhá. Máy Navon này thì để có máy đẹp thì nói chung là cũng rất là khó. Con thì nó kính nó mờ, nó rất hay bị mờ cái kính này vì quá trình lâu cái meca nó bị chuyển màu đi. Để được những cái con đẹp như này rất là hiếm. BM2 con này em bán 4,2 triệu nhé, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đột nguồn, ship hàng toàn quốc. Để có ở xa mua thì đặt cọc trước 500 nhận hàng thanh toán nhé. Em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Để. Bản Tiona này nhiều bác thích hơn là vì là nó có cái kính nó nhìn được. Pana thì sau này nó làm kính mờ. Con này thì xuất sắc rồi. Chờ các bác đến rước em hoa hậu này nhá. Chờ các bác.